Thưa quý khán giả, nếu có dịp tham gia một sự kiện hay hoạt động tại trường Đại học Cần Thơ, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp một số bạn sinh viên với máy quay, micro hay thậm chí là flycam đang tác nghiệp như những phóng viên thực thụ. Và chúng tôi đang muốn nhắc đến CTU Media, nhóm cộng tác viên hỗ trợ truyền thông trực thuộc Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng của trường. Tuy mới được thành lập được hơn một năm, nhưng CTU Media đã trở thành một cầu nối thông tin tích cực và là bước đệm đáng giá cho những ước mơ làm nghề báo chí của những bạn trẻ này. Vân Anh, Hữu Kiệt, mến chào các bạn đã đến với CTU News, nơi chia sẻ những thông tin chính xác, kịp thời và chất lượng. CTU News số phát sóng thứ 13 sẽ bao gồm những nội dung đáng chú ý sau đây. Đây là một buổi thu bản tin về các hoạt động vui chơi và học tập của sinh viên Đại học Cần Thơ, được thực hiện bởi CTU Media, nhóm cộng tác viên hỗ trợ truyền thông trực thuộc Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng của trường. Ekip làm việc có đầy đủ MC, biên tập, quay phim, kỹ thuật, cùng các trang thiết bị chuyên nghiệp và hiện đại. Em có làm một creator ở trên mạng xã hội, và may mắn là được một bạn giới thiệu vào team CTU Media, gặp được các bạn và được làm việc với một cái vai trò mới, đó chính là MC. Em làm chủ yếu về nội dung và em sẽ phối hợp làm việc với các bạn. Thì trong đó nội dung thì sẽ có, hiện tại thì tụi em có nhiều chuyên mục, thì có trên mạng xã hội, có CTU News và có hỗ trợ live stream cho các chương trình tại trường, và sẽ có đi lấy tin, viết bài để đăng website. Dạ, vai trò của em trong team CTU Media là em bên vai trò là kỹ thuật quay phim các sự kiện của New. Trước đây thì em cũng có quay bằng điện thoại, sau khi em biết về team thì em đã tham gia team, và em được tham gia và biết sử dụng thêm được nhiều thiết bị mới, và được đi ra hiện trường, được quay nhiều hơn và được nâng cao thêm cái kỹ năng về quay phim bản thân. Với gần 40 cộng tác viên là sinh viên đến từ nhiều ngành khác nhau của trường Đại học Cần Thơ, đội ngũ CTU Media được chia 3 nhóm chính là nhóm nội dung biên tập, nhóm thiết kế và nhóm kỹ thuật. Những vai trò này không chỉ mang lại cơ hội trải nghiệm thực tế và rèn luyện kỹ năng cho sinh viên, mà còn giúp các bạn khám phá thêm về ước mơ sự nghiệp trong lĩnh vực báo chí truyền thông. Được xuất hiện trên màn ảnh thì ngay từ ban đầu em làm thì em cảm thấy rất là lỏng cộng và không có biết để ý tới cái ngoại hình của mình và cái cách làm việc của mình. Sau đó thì em được để ý những cái đó và học những cái đó. Rồi em cảm thấy mình đám này cũng có duyên mà. Về báo chí thì thật sự là trước đây em có suy nghĩ về báo chí và có một cái gì đó nung nấu trong lòng mình là mình sẽ học báo chí, vì xuất phát từ cái việc là mình thích viết, là mình tự văn ra. Từ cơ hội làm việc tại CTU Media thì em được tiếp xúc, và từ đó thì em nghĩ là đối với lĩnh vực báo chí thì em sẽ có một cái gì đó mong muốn là sau này mình sẽ có cơ hội để được tham gia vào cái lĩnh vực này và trở thành một cái thành viên trong ngành. Đối với lại cái hoạt động của truyền thông của trường đó thì trường cũng muốn là các cái bạn sinh viên có năng khiếu cũng như là có học một phần liên quan tới truyền thông đó thì tham gia cái hoạt động này. Thì ngoài cái việc đó là hỗ trợ trường trong cái hoạt động truyền thông thì đây cũng là cái cơ hội để cho các em thực tập, rồi các em phát triển các cái kỹ năng về nghề nghiệp để có thể sau này đó thì khi mà ra trường đó thì có được những cái thành tích cũng như là có được những cái kinh nghiệm để có thể tham gia vào thị trường lao động tốt hơn. Hiện tại CTU Media đang không ngừng phát triển và có những đóng góp nhất định trong việc phát triển và nâng cao chất lượng truyền thông của trường Đại học Cần Thơ. Đây cũng đã trở thành nơi truyền cảm hứng và là nền tảng để các sinh viên yêu thích lĩnh vực truyền thông nuôi dưỡng và vun đắp ước mơ với nghề làm báo chí của mình.